Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài tập của cái bài 37 đúng không nào? Tại vì trong bài 37 thầy chỉ quay hai clip thôi. Tiết 1 là lý thuyết, tiết 2 là phần bài tập. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở phần luyện tập của trang 100. Các em nhá. Ở trong đây phần ví 1 thì nó quá dễ, thầy sẽ bỏ qua. Tại vì người ta yêu cầu các nêu các đỉnh cạnh mặt bên mặt đáy của một lăng trụ đứng tam giác thì cực kỳ dễ, nên thầy sẽ bỏ qua cái bài này. Nhưng mà đối với bài ví dụ 2 thì nó cũng tương đối là đơn giản. Tại vì công thức ở trong cái bài 37 về diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân đường cao, còn thể tích thì bằng diện tích đáy nhân đường cao thì chúng ta đã nắm rồi đúng không nào? Cái này cũng dễ, chỉ có cái bài ví dụ 3 này này nó hơi khá khó, và trong đây thầy muốn cung cấp cho chúng ta một cái công thức mà chúng ta sẽ rất là hay gặp, đó chính là công thức này. Diện tích toàn phần đó chính là bằng diện tích xung quanh cộng cho 2 nhân diện tích đáy. Diện tích toàn phần nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy diện tích xung quanh, ví dụ hình lăng trụ đứng tam giác này thì nó gồm có 3 mặt, là nó chính là diện tích xung quanh. Còn hai mặt này gọi là hai diện tích đáy, thì chúng ta sẽ tính diện tích toàn phần là bằng diện tích xung quanh cộng 2 nhân diện tích đáy, nghĩa là diện tích một đáy nhân cho 2 thì trở thành diện tích hai đáy. Cái hiểu chưa nào? Đó, thì chúng ta sẽ xem giùm thầy ở cái bài ví dụ 3 này. Cái bài này người ta rất là hay ra nha các em nha. Trong cái phần bài tập mà ra trong cái đề thi ấy, đề thi học kỳ rồi thì phần ví dụ 3 này nó khá là hay ra, nên chúng ta phải hết sức chú ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho các em phần bài tập. Phần bài tập ở trong đây người ta cho các em 3 bài thôi, thì thầy sẽ giải cho các em hết trong clip này. Ta sẽ đi sang bài 10.17 các em nha. Rồi, ta sẽ đi sang bài 10.17. Người ta yêu cầu các em là viết tên đỉnh cạnh mặt bên mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 10.40. Thì này rất là dễ, đỉnh thì có mấy đỉnh? 8 đỉnh đúng không? Này chúng ta làm nhanh các em nha. Đây, đỉnh này. Đỉnh này, ha. Như vậy ở đây nó sẽ tương ứng là M, N, B, Q. Thì ở phía dưới này tương ứng là gì? M, N, B phẩy và Q phẩy. Được chưa? Tiếp tục. Cạnh. Có mấy cạnh? Chắc chắn là sẽ có 12 cạnh đúng không? 12 cạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ một mặt thì chúng ta sẽ nêu được 4 cạnh, và với 4 đường cao nữa nó sẽ là 12 cạnh. MN này. NB đúng không? MN, NB, BQ, MQ. Thì phía dưới này là tương ứng phẩy là ok, tại vì nó giống nhau á, nên nó dễ. Rồi, bây giờ đường cao này, M, M phẩy, N, N phẩy, cứ vậy mà làm vô. B, B phẩy và Q, Q phẩy ha. Rồi, tiếp tục, mặt bên. Có mấy mặt bên? Chắc chắn là có 4 mặt bên đúng không? Có 4 mặt bên. Đây, mặt bên thứ nhất phía bên đây, M, N, N phẩy, M phẩy, N, B, B phẩy, N phẩy, B, Q, Q phẩy, B phẩy, và M, Q, Q phẩy, M phẩy. Xong. Mặt đáy là có 2 mặt đáy đúng không nào? Đáy thứ nhất là MNBQ. Và đáy thứ hai là M phẩy. Rồi xong. Quá dễ luôn. Ta đi sang bài 10.18 em nha. 10.18. 10.18 em. Nhìn đây nè. Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác kích thước như hình. Như vậy thì cái đáy chúng ta này, đây cái đáy này, ở đây 10 thì chỗ này cũng sẽ là 10 đúng không? Và đây là đường cao này. Cái đường cao của lăng trụ là cái đường này các em nhé. Đây là đường cao lăng trụ này. Và cái đáy này đã có kích thước hết rồi. Câu A, tính thể tích cái bánh. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân cho đường cao. Mà ở đây là một tam giác vuông. Tam giác vuông thì diện tích đáy của nó sẽ bằng là 1/2 nhân cho hai cạnh góc vuông này. Thì đúng nè. Như vậy thì ở đây các em ghi là thể tích cái bánh
là như vậy V sẽ bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Được không nào? Như vậy diện tích đáy này, chúng ta tính diện tích đáy này, nó là đáy tam giác nên sẽ bằng 1/2 này, nhân với hai cạnh góc vuông của chúng ta là 6 này, nhân cho 8 này. Đường cao của chúng ta đây là 3 này. Các em hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, 6 chia cho 2 là bằng 3, 3, 3 nhân 3 là 9, 9, 8, 7, 12 cm khối. Xong. Câu B. Nếu phải làm một chiếc hộp để bánh này thì diện tích vật liệu cần phải dùng là bao nhiêu? Coi mép dán không đáng kể. Nghĩa là ở đây chúng ta phải tính cho thầy diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần nghĩa là chúng ta phải đi tính diện tích xung quanh cộng cho diện tích của hai đáy. Diện tích một đáy là chúng ta đã tính được ở đây rồi. Chứng tỏ bây giờ chúng ta phải tính diện tích cho thầy diện tích xung quanh. Mà diện tích xung quanh thì sẽ bằng chu vi đáy nhân với đường cao. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh trước. Của chiếc bánh là như vậy thì ở đây chúng ta có S xung quanh sẽ bằng chu vi đáy nhân với đường cao, đúng không? Chu vi đáy chúng ta là đấy là đáy tam giác, chúng ta lấy ba cạnh này cộng lại này, 6 cộng 8 cộng 10 là chu vi đáy này, nhân đường cao đây là 3, đúng không? Như vậy đây là 6 cộng 8 bằng 14, 24, 24 nhân cho 3 đây sẽ bằng là 72 cm vuông. Diện tích một đáy, một đáy chúng ta đã có này, thì bây giờ nó là hai đáy, hai đáy thì nhân hai lên. Như vậy cái diện tích vật liệu cần dùng là như vậy, S sẽ bằng diện tích xung quanh cộng cho 2 nhân cho diện tích đáy. Như vậy diện tích xung quanh ta là bằng 72 cộng 2 nhân diện tích đáy chúng ta đây. Diện tích đáy chúng ta hồi nãy là một đáy này 1/2 nhân 6 nhân 8 ở đây. Được đúng không? Như vậy S này sẽ bằng 72 cộng bao nhiêu nhỉ? 6 chia cho 2 bằng 3, bằng 3 nhân 8 bằng 24 nhân 2 đây là 48, đúng không? Đúng chưa em? Không, 120 cm vuông. Xong. Đó. Vậy thôi. 120 cái nhé. Khi chúng ta hiểu và áp dụng công thức ấy, nó rất là dễ luôn. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài 19 em nha. Ok. Ta sẽ đi sang ở cái bài 10.19 nha. Người ta đào một đoạn mương có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như hình 10.42. Biết mương có chiều dài này. Chiều dài ở đây là đây, cái chiều dài này. Chiều cái này cũng chính là đường cao của lăng trụ này, đường cao của lăng trụ này. Cái đáy chúng ta đây chính là một hình thang này. Đáy chúng ta đây một hình thang thì có đáy nhỏ này, đáy lớn này và đường cao này. Ở đây người ta yêu cầu các em tính thể tích đất phải đào lên. Như vậy thì thể tích thì theo công thức của chúng ta là bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Đường cao chúng ta có đây, nghĩa là h của chúng ta là bằng 20 này. H chúng ta bằng 20 đúng không? Bây giờ diện tích đáy đây là một hình thang, mà diện tích hình thang á, diện tích hình thang thì chúng ta đã có công thức rồi, chúng ta có chiều đáy nhỏ này cộng đáy lớn này nhân với đường cao của hình thang á, chia 2, mà đường cao hình thang là chúng ta đoạn DH này. Các em hiểu không? Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính cái diện tích đáy, mà đáy đây là một hình thang đúng không? Diện tích đáy A B C D là như vậy S đáy, nếu mà theo công thức của chúng ta nha, là bằng DB này, đáy nhỏ này cộng đáy lớn là DC này, nhân đường cao là DH này, chia 2. Sau đó em sẽ thế công thức vô. Đây bằng 1,2 cộng 1,8 này, nhân đường cao chúng ta là 1,5 và chia ra cho 2. Như vậy S đáy của chúng ta ở đây sẽ bằng là gì? Cái này là bao nhiêu? 3 đúng không? 1,2 cộng 1,8 bằng 3, 3 nhân 1,5 là bằng 4,5. 4,5 chia 2 là bằng 2,25 đúng không em? Mét vuông. Mét vuông. Như vậy bây giờ tính thể tích thì các em lấy diện tích đáy nhân đường cao nên là xong. Được chưa nào? Như vậy các em ghi là cái thể tích
đất phải đào lên là như vậy. V sẽ bằng S đáy nhân với đường cao. Em lấy 2,25 nhân ở đây cho bao nhiêu? Nhân cho 20. Rồi, ta dùng máy tính ta bấm nha. Lên lớp 7 thì sử dụng máy tính vô tư em, 45 mét khối. Mét khối em nha. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc cho em học tốt. Bye bye nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái bài tập cuối chương 10. Qua quan sát thì thầy thấy nó còn hoạt động thực hành trải nghiệm này, rồi bài tập cuối chương cuối năm nữa em, thầy cũng sẽ dạy hết cho các em luôn nha, chứng tỏ là chưa kết thúc, còn nữa em. Ok, bye bye. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh